hãy bắt đầu với một món gỏi nào. Đầu tiên luộc thịt ba chỉ và chiên khô sạch. Nhìn xem miếng da cá vàng rộp hấp dẫn chưa kìa. Kế đến lấy nước cốt me, thêm nước mắm, đường, tỏi ớt rồi khuấy đều. Vậy là có ngày sốt mè chua chua ngon miệng rồi nhé. Cho lá sầu đâu, cà chua, dưa leo, xoài, thịt ba chỉ và khô sặc đã xé vào dĩa. Rưới nước sốt me đã pha lên trên rồi trộn nhẹ cho thấm đều. Rắc ít tôm khô lên mặt và hoàn tất bằng sợi ớt sừng nhé. Món gỏi sầu đâu khô sặc mang đầy đủ hương vị cay, chua, mặn, ngọt. Đặc biệt là cái đàn đắng khó quên của lá sầu đâu chắc chắn sẽ khiến bạn vương vấn mãi không thôi.